quý vị và các bạn, hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh, Hội Liên Phụ Nữ thành phố Bảo Lộc đã thực hiện những chuyến xe yêu thương, gửi tình cảm đến người dân thành phố Hồ Chí Minh với thông điệp mong muốn mọi người dân cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, động viên nhau lúc khó khăn, hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh, tính đến chiều ngày 30 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bảo Lộc đã tổ chức được hai đợt chương trình chuyến xe yêu thương hướng về thành phố mang tên Bác cùng chiến thắng đại dịch COVID-19. Chuyến xe lần này mang theo hơn 6 tấn đặc sản Lâm Đồng như trà, cà phê, bơ, chuối, chanh dây, mật ong và các loại nhu yếu phẩm. Các loại hàng hóa này sẽ được vận chuyển đến Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh để gửi tặng các lực lượng tuyến đầu như công an, quân đội, y tế, nhân dân, đoàn thanh niên đang làm nhiệm vụ chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, với thông điệp mong người dân thành phố mang tên Bác nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã kêu gọi chị em, cán bộ, hội viên và phụ nữ trên địa bàn thành phố chung tay đóng góp những sản phẩm là đặc sản của địa phương như trà, cà phê, trái bơ, mật ong, đường sữa để hỗ trợ tuyến đầu phòng chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh. Với mong muốn là đây là những món quà tình cảm để động viên, chia sẻ và luôn mong muốn tuyến đầu phòng chống dịch và người dân sẽ quyết tâm vững tin để chiến thắng với đại dịch COVID-19. Cũng nhân đây thì xin trân trọng cảm ơn các cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn thành phố đã hưởng ứng đồng lòng với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, đã có những món quà để chia sẻ tình yêu thương, chia sẻ tình cảm đối với người dân của thành phố Hồ Chí Minh. Các loại đặc sản Lâm Đồng được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bảo Lộc kêu gọi các hội viên, nhà hảo tâm và nhân dân địa phương đóng góp với tấm lòng san sẻ khó khăn để động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua hai lần thực hiện chuyến xe yêu thương, cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố Bảo Lộc rất tích cực hưởng ứng. Đặc biệt trên mỗi thùng hàng gửi đến thành phố, chị em còn kèm những lời động viên hết sức chân tình với chị em phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 2 cũng đã triển khai cho các chi hội lời gửi thư kêu gọi cho các chi hội thì cũng được sự ủng hộ thứ nhất là của cấp ủy chi bộ dưới tổ dân phố cũng như là chi hội dưới 23 tổ dân phố trên địa bàn. Thì qua hai đợt thì đợt này là đến ngày 30 tháng 6 này là đợt thứ hai thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 2 cũng đã vận động được các đặc sản của cao nguyên như là trà, cà phê, mật ong, sữa đặc, bơ. Trước tình hình dịch bệnh thì cũng có gửi gắm lời động viên, chia sẻ đối với nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ cố gắng đồng lòng vượt qua đại dịch, mau chóng trở lại cuộc sống bình thường. Qua cái cuộc vận động chống dịch COVID này thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lộc Sơn cũng như các chị em hội viên dưới cơ sở, chị em rất nhiệt tình tham gia ủng hộ đến chị em phụ nữ ở thành phố Sài Gòn cũng giống như các hộ dân hay là những cái chốt chống dịch. Thì chị em mỗi hội viên chung tay đóng góp, người có gì thì đóng góp đó. Các chị hội đóng góp chuối, bơ, có nhiều chị em có ký đường, lon sữa cũng là rất là nhiệt tình tham gia vào cái chiến dịch này. Được biết trước đó, vào chiều ngày 19 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bảo Lộc cũng đã quyên góp vận chuyển hơn 2 tấn đặc sản Lâm Đồng gửi tặng các lực lượng tuyến đầu chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và thành phố Hồ Chí Minh là một trong những điểm nóng. Thấu hiểu được những khó khăn vất vả, nguy hiểm mà các lực lượng tuyến đầu như công an, quân sự, y tế, dân quân, thanh niên đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bảo Lộc đã kết nối với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh để gửi tặng những món đặc sản Lâm Đồng, tiếp thêm động lực cho các lực lượng tuyến đầu. Đây là tấm lòng của cán bộ hội viên phụ nữ Bảo Lộc và các nhà hảo tâm nhằm động viên, chia sẻ những khó khăn để các lực lượng tuyến đầu chống dịch yên tâm làm nhiệm vụ, sớm chiến thắng dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.